cực thị cường giáp Bilobay, một khoa nội tiết Bilotip, Bilodatip, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Giải pháp trị lòi mắt cho biến chứng cường giáp Bastow. Chào bạn, lòi mắt chính là một trong những biến chứng điển hình do bệnh cường giáp Bastow để lại. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị tình trạng này. 1. Dùng thuốc hiệu chỉnh nồng độ hormone tuyến giáp. Bệnh cường giáp tự miễn Bastow có thể được điều trị bằng các loại thuốc ngăn tuyến giáp sản sinh ra lượng hormone dư thừa. Điều trị bằng loại thuốc này sẽ điều chỉnh cân bằng hàm lượng hormone tuyến giáp, từ đó sẽ ngăn không cho biến chứng ở mắt phát triển nặng hơn. 2. Phương pháp điều trị chung không dùng thuốc. Nếu có thói quen hút thuốc hàng ngày thì bạn nên ngừng ngay, vì đây là nguyên nhân làm cho lòi mắt trở nên trầm trọng hơn. Ngủ gối đầu cao hơn có thể giúp giảm một số bọng quanh mắt của bạn. Thường xuyên đeo kính râm, cố gắng không để mắt tiếp xúc với nhiều bụi bẩn. Sử dụng một số loại thuốc nhỏ mắt để giúp giảm đau nhức và làm ẩm nếu mắt bạn bị khô. 3. Dùng corticosteroid. Trong trường hợp mắt lòi nặng, đau và sưng viêm thì bác sĩ có thể khuyên dùng corticosteroid. Corticosteroid là loại thuốc có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ, giúp giảm được các tình trạng sưng viêm ở mắt. 4. Xạ trị. Xạ trị sử dụng bức xạ năng lượng cao, thường là tia X để tiêu diệt các tế bào. Liều thấp bức xạ có thể sử dụng trên các mô và cơ bắp ở ổ mắt để giúp giảm sưng. Xạ trị để lại nhiều tác dụng phụ như chỉ giúp giảm sưng viêm trong thời gian ngắn, bị đục thủy tinh thể, suy giảm thị lực. 5. Phẫu thuật. Phẫu thuật giảm áp ở hốc mắt có thể được coi là một biện pháp điều trị cho tình trạng lòi mắt nghiêm trọng và kéo dài. Ngoài ra, để điều trị tốt lòi mắt do bệnh cường giáp Bastow để lại, chuyên gia khuyên dùng bộ đôi thuốc thảo dược Bilobay. Bộ đôi này gồm hai sản phẩm Healthy Mineral Bilgewit và Melissa Bleed. Bộ đôi này được bào chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên và nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ. Bộ đôi này có tác dụng cân bằng hormone tuyến giáp, tăng cường chất chống oxy hóa, ngăn ngừa hấp thụ iốt, đẩy lùi các biến chứng do căn bệnh này để lại. Vẫn còn thắc mắc, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ vào hotline của dược phẩm Melora 0909 045 587 hoặc 0962 158 661 để biết thêm thông tin chi tiết. Melora mời bạn truy cập vào website quendibenhcuongiap.com hoặc youtube.com/melora tv, hoặc bạn có thể đến tại địa chỉ dược phẩm Melora, số 32 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Melora TV.